Xin chào tất cả các bạn, mình là Thảo, huấn luyện viên của Sun Pilates. Thì hôm nay mình sẽ đồng hành cùng với các bạn, mình tập luyện Pilates dành cho những người mới bắt đầu. Và bộ môn này, bài tập ngày hôm nay thì phù hợp cho những người cả nam hoặc là nữ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập luyện nhé. Rồi, bài tập đầu tiên là bài tập 100. Ở đây thì chúng ta sẽ hít 5 và thở 5. Đầu tiên hít này, hít thở. Thở. Khi mà hít thì cảm giác là lồng ngực của chúng ta đẩy lên cao. Và khi mà thở ra thì chúng ta sẽ cảm giác là cái rốn của mình sẽ thu sâu về phía cột sống và hóp bụng lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nằm xuống thảm và bắt đầu tập nhé. Rồi bây giờ mình chống chân lên này, nhấn chặt hai vai xuống này. Và đầu vươn thẳng, vươn dài về phía trước, lưng giữ đẩn cong tự nhiên. Rồi tại đây hít sâu, bây giờ chúng ta nâng chân lên vuông góc nào. Hít sâu, lên thở cuộn đầu, nâng tay song song với cơ thể nào. Rồi tại đây chúng ta tập 5 nhịp trước. Hít 5 thở 5 nào. Kết hợp với đập tay. Hít, 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 hít. Thở thu sâu bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục nào. Biến thể khó hơn bây giờ chúng ta sẽ duỗi dài cả hai chân ra nhé. Rồi tiếp tục hít 5 thở 5 nào. Ba nhịp nữa. Một nhịp cuối cùng. Rồi bây giờ chúng ta thu chân về vuông góc. Từ từ chúng ta hạ đầu và hạ chân xuống. Trong bài tập này thì chúng ta sẽ lưu ý rằng là mình sẽ giữ làm sao cho đường cong tự nhiên của mình duy trì trong suốt quá trình tập và luôn luôn gồng bụng. Kết thúc bài tập thứ nhất. Rồi tiếp tục bài tập thứ hai là rolling lambo. Đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi chống chân lên này. Đó, giữ khoảng cách từ phần mông cho đến phần bàn chân khoảng tầm 2 gang tay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt tay dưới đùi này. Đó, mở ngược ra, hai lòng bàn chân chạm vào nhau và lưng nó sẽ hơi thu sâu, rốn và cuộn lưng giống như hình chữ C đấy. Đúng rồi, đầu mình hơi cuộn về phía trước, làm sao đảm bảo cho vai lưng của mình tròn đầy. Rồi tại đây mình thu sâu bụng, gồng chắc bụng nhé. Hít sâu, thở từ từ lăn ra này. Cuộn như một quả bóng đi lên, hít. Tiếp tục thở cuộn. 2. Mình làm cho em thêm 10 nhịp nữa nhé. 3. Hít. Cuộn thở. 4. Tiếp tục. 5. Cuộn lên, hít. Thở. 6. Tiếp tục 6 nhịp nữa nào. 6. 5. Tiếp tục. Nhớ luôn luôn giữ khoảng cách đùi trong quá trình tập luyện. 4. Hít. Thở nào. 3. Hít. Thở nào. 2. Một nhịp nữa. Rồi kết thúc bài tập này thì chúng ta sẽ thực hiện là 3 set. Mỗi set chúng ta sẽ làm 12 nhịp. Và kết thúc bài tập rolling lambo. Bài này thì nó sẽ giúp cho mình giãn phần cơ lưng. Bài tập thứ 3 là bài tập single leg circle. Thì đối với bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ nằm xuống thảm nhé. Rồi nằm xuống thảm. Chúng ta nằm ngửa này, nằm ngửa trên thảm, nhấn hai vai xuống, lưng giữ đường cong tự nhiên. Chân trái chúng ta vuốt dài mũi chân nhấn xuống này, chân phải chúng ta đưa lên vuốt dài mũi chân lên một góc là 90 độ. Rồi, tại đây chúng ta siết sâu bụng, hít sâu này, thở từ từ chúng ta xoay sang phía bên phải cho em 10 nhịp nhé. 10, hít thở, chúng ta xoay làm sao mà đừng để phần hông bị di chuyển. 2, hít thở xoay, 3, 4, 5, nhớ là nhấn sâu bụng xuống cho em. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi dừng tại đây, tiếp tục 10 nhịp ngược lại nào. Hít, xoay sang phía bên trái. 10, 9, 8, 7. Tiếp tục 4 nhịp nữa nào. 4, xoay, hít, thở. 3, tiếp tục. 2, 1. Rồi từ từ chúng ta hạ chân phải xuống. Tiếp tục nâng chân trái lên vuông góc. Và chúng ta xoay 10 nhịp sang bên phải. Hít sâu, thở xoay nào. 10, hít, thở xoay. 9, tiếp tục. 8, nhớ là đừng để hông trọ chúng ta di chuyển. 6, 5, tiếp tục nào. 4, tiếp tục. 3, vuốt dài mũi chân và xoay. 2, 1, dừng lại tại đây. Tiếp tục chúng ta quay ngược lại 10 nhịp bên trái nào. 10,
9. Hít thở xoay đều. 8. 7. 6. 5. 4. Tiếp tục. 3. 2. 1. Rồi hạ chân xuống. Kết thúc bài tập thì chúng ta sẽ làm cho em 3 set. Mỗi set chúng ta sẽ làm cho em 2 chân xoay 10 nhịp. Kết thúc bài tập thứ 3. Tiếp tục sang bài cuối cùng là bài single leg teaser. Bài này thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều vùng đến vùng cơ bụng. Đó, thì bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay mình sẽ chống chân trái lên trước này. Chống chân trái lên khoảng cách rộng bằng hông khoảng tầm một gang tay. Chợ. Rồi chúng ta nhấn chặt hai vai xuống. Chân phải chúng ta đưa lên khoảng 45 độ. Hai đùi song song với nhau được chưa? Rồi hai tay vươn lên. Hơi là tôi nhấn vào cái thẻ này. Bây giờ chúng ta hết rồi. Ôi lên thẻ thì chúng ta sẽ dừng tay lại hoặc là kéo cơ thể lấy lên lên đầu. Hít sâu. Lên cuộn thở là. Rồi tiếp tục chúng ta thực hiện 5 nhịp nữa. Lên. 5. Hít tiếp tục. 4. 3. 2. Ok, rồi chúng ta hạ chân xuống. Tiếp tục chúng ta đổi chân này. Chân phải chúng ta chống lên. Chân trái chúng ta sẽ nâng lên khoảng 45 độ. Tiếp tục thực hiện 6 nhịp. Hít sâu. Lên thở. Ba nhịp cuối. Hai nhịp cuối cùng. Ok, rồi chúng ta từ từ hạ chân trái xuống. Thu tay về. Rồi, kết thúc bài tập thứ tư. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với mình trong những chuỗi bài tập ngày hôm nay dành cho người mới bắt đầu. Và khi mà trong quá trình mọi người tập luyện hay bất kỳ có vấn đề gì thì mọi người có thể là bình luận dưới comment và bên mình sẽ phản hồi lại. Và hẹn các bạn trong những buổi tập tới tiếp theo thật đầy năng lượng. Mình xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.